Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, trong 2 ngày từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to, gây thiệt hại lớn về sản xuất, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Bước đầu đã có thiệt hại về người. Mưa lớn cũng đã khiến cho nhiều hồ đập có nguy cơ bị vỡ. Sau cơn bão số 8, 10 và nay là 11, 625 hồ đập lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đầy nước. Có nhiều hồ chứa, nước đã chảy qua tràn. Đặc biệt mưa lũ đã làm vỡ đập Cơn Đèn ở xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, gây ngập lụt ở địa phương này. Không chỉ đập Con Đèn bị vỡ mà nhiều hồ đập lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đang nằm trong tình trạng báo động. Điều đáng lo ngại là các hồ chứa nước ở Nghệ An ít được đầu tư nâng cấp, lại được đắp chủ yếu bằng thủ công nên trên thân đập xuất hiện nhiều chỗ rò rỉ nước có nguy cơ vỡ đập cao trong mùa mưa lũ. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, Ban Chỉ huy Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị địa phương túc trực 24/24 giờ tại các công trình để có phương án xử lý sự cố ngay từ giờ đầu. Nghệ An cũng đã có phương án di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm như ở dưới các thân đập, vùng bị sạt lở, vùng dễ bị lũ ống, lũ quét. Đối với ba hồ chứa nước lớn là Vực Mấu, Thủy Điện Bản Vẽ và Sông Sào, hiện nay các đơn vị đang tổ chức xả lũ. Mưa lớn cũng đã làm nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ngập nước, gây ách tắc giao thông. Theo số liệu thống kê ban đầu, mưa lớn đã làm 2 học sinh của huyện Nam Đàn bị lũ cuốn trôi. 17,5 hectare lúa, hơn 4.800 hectare ngô và rau màu, hơn 1.700 hectare diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, hơn 12.000 gia súc, gia cầm bị chết. Sau đây là tổng hợp về tình hình mưa lũ ở một số địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Theo thống kê ban đầu, đến 8 giờ sáng ngày 17 tháng 10, toàn bộ hồ đập trên địa bàn huyện Nam Đàn, nước dâng cao, tràn xuống các vùng, làm ngập hàng trăm ngôi nhà, nhiều tuyến đường ngập sâu, làm ách tắc giao thông. Toàn huyện có gần 3.000 hectare cây trồng vụ đông và 400 hectare thủy sản bị mất trắng hoàn toàn. Nhiều công trình đang xây dựng dang dở, nhiều tuyến đường, cầu cống bị sạt lở, hư hỏng nặng. Ước tính tổng thiệt hại lên tới 20 tỷ đồng, chủ yếu là ở các xã Nam Thanh, Nam Lộc, Nam Anh, Nam Kim. Cũng do mưa to nên nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 46 bị ngập sâu trong nước. Hai học sinh của xã Nam Kim và Khánh Sơn trên đường đi học về đã bị nước lũ cuốn trôi. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện và các địa phương huy động lực lượng tổ chức sơ tán dân sống dưới vùng hồ đập đến nơi an toàn, chủ động lực lượng trực xử lý sự cố tràn, thẩm lậu tại các vùng hồ đập, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Cùng với lượng nước lũ từ đầu nguồn đổ về đã gây ngập úng một số tuyến giao thông và gây nguy hiểm cho một số công trình hồ đập, đặc biệt là hồ Đồn Húng, đập Kẻ Sặt, đập Nhà Trò, mực nước lên đến mức báo động 2, có nguy cơ vỡ đập. Đặc biệt trên sông Vũ Giang, qua các xã Khánh Thành, Công Thành, nước đã tràn qua đê ngăn lũ với chiều dài hơn 3 km. Trên quốc lộ 7A và tỉnh lộ 538, từ 17 giờ chiều qua, nhiều đoạn đã bị nước tràn qua, có nơi ngập sâu gần 1 mét. Để chủ động ứng phó và xử lý kịp thời những sự cố do mưa lũ gây ra, ngày hôm qua huyện Yên Thành đã chỉ đạo sơ tán tất cả các hộ dân vùng hạ lưu các hồ đập đến nơi an toàn, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ triển khai ngay các phương án ứng cứu để phòng sự cố vỡ đập, giúp dân kê kích tài sản, tập kết vật liệu hộ đê, bố trí lực lượng công an, dân quân tự vệ cắm biển báo, rào chắn và tổ chức trực gác tại những vị trí nguy hiểm, cấm người dân phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Qua báo cáo ban đầu, đến 10 giờ ngày 17 tháng 10, Yên Thành có gần 2.200 nhà dân bị ngập, trong đó có 17 xóm ở xã Long Thành và 7 xóm ở xã Khánh Thành đang bị nước lũ cô lập. Trên 50 hectare cây màu vụ đông bị mất trắng, hàng ngàn con gia cầm, thủy cầm và gần 30 hectare cá vụ ba, hàng trăm cống tiêu nội đồng bị nước lũ cuốn trôi, nhiều tuyến giao thông liên huyện, liên xã bị hư hỏng nặng. Ước tính huyện Nghi Lộc có 300 hectare ngô, 10 hectare lạc bị ngập úng, 50 hộ dân và 800 trại chăn nuôi tổng hợp bị cô lập. Nhiều công trình giao thông bị hư hỏng, sạt lở. Các tuyến giao thông huyết mạch của huyện bị chia cắt như tuyến đường 534, đoạn qua cầu Phương Tích và đường từ Nghi Mỹ đi Nghi Công Bắc. Cũng do mưa lớn, nước ở 8 hồ đập lớn trên địa bàn huyện đều vượt tràn. Trong đó hồ Khe Làng, hồ Nghi Công, Khe Thị có thời điểm vượt tràn gần 1 mét. Hiện tại cùng với bố trí lực lượng túc trực ở những đoạn đường sung yếu để phân luồng giao thông, thì huyện Nghi Lộc đã chỉ đạo xí nghiệp thủy lợi và các địa phương phá tràn, phá đập phụ, gia cố, tu bổ các đoạn đê sung yếu,
phòng tránh nguy cơ vỡ đập xảy ra. Theo số liệu tổng hợp của Ban Chỉ huy Phòng chống bão lụt huyện Tân Kỳ, tính đến 11 giờ sáng nay, toàn huyện đã có hơn 120 ha lúa và hoa màu bị ngập, hơn 12 ha ao hồ bị ngập và tràn, toàn huyện có 250 mét đường giao thông bị sạt lở, đứt quãng, 5 cầu cống bị nước cuốn trôi. Hiện nay, kè suối Khe Thần, xã Nghĩa Bình, tràn đập 39 của xã Kỳ Tân bị hư hỏng. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện Tân Kỳ đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ.